đấy. Các ông xem đây, streamer này, này streamer này, lương 5 triệu ăn bánh mì nhá, thấy chưa? Ông nào bảo streamer sướng? Dễ. Hello anh em nhá. Nay tối chủ nhật, chúng ta lại có rất nhiều cái để nói. Tháng như thế là ngày mai nó đến 1 tháng 4, ngày cả tháng 4. Anh em tha hồ xem gió, tha hồ nói phét, nhưng mà nên nhớ một điều, đừng có đùa gỡn tình cảm người khác nhá. Tí mình sẽ có câu chuyện ngày cá tháng 4 mình kể cho các bạn nghe. Ngày xưa cá tháng 4 mình hay đùa lắm. Đùa từ trên xuống dưới, đùa từ trái sang phải, đùa từ ngoài vào trong. Nói chung là rất là hay đùa. Ngày xưa mẹ cá tháng 4 cũng là ngày chia tay của mình. Mẹ đây là mẹ, cái đợt chia tay mình nhớ lắm. Bắt đầu cứ tưởng bạn đùa nhưng mà thành thật. Thôi đừng có đi tỏ tình. Tỏ tình xong là lại không có hẹn tình mà về đâu. Tỏ tình có thể là mình lôi sang nhầm lẫn được. Nhưng mà riêng mà chia tay ấy, mà cá tháng 4 ấy, chắc chắn là chính xác luôn. Mẹ ngày xưa nhớ vãi. Cách thì 5 năm rồi. Đi về các ông ngay ra đường nhá. Các ông mẹ xin nhan phải, xong các ông rẽ trái. Úi trời, mẹ mình mẹ lừa người ngoài đường luôn. Thế nó chất chứ. Em thích một em có người yêu rồi, đạp chậu anh đạp đi em. Và bây giờ thì mẹ nó có nó ở trong chậu rồi. Mẹ các ông đạp vào chậu nó thì mẹ nó gặp phải cái chậu cứng nó đạp cho lại túi bụi ra. Anh biết tán gái không phải em với á. Không em ơi. Thực ra tán gái hay không thì nó nằm trong tấm lòng của em thôi. Em làm sao cho nó thấy được tấm lòng của em thì người ta sẽ có tình cảm với em. Thì bây giờ mẹ tấm lòng hay sao thì các ông phải cởi áo cởi quần ra để biết lòng mề nó thế nào. Mẹ, cởi ra rồi biết được tấm lòng đúng không? Đấy, cứ theo nghe anh mà làm nhá. Lukaku. À, chúng ta sẽ mở thử 1 triệu đến 100 triệu xem. Chưa bao giờ được 100 triệu. Thôi, min luôn. À! Crack em quan tâm thì nó khó chịu. Em ít quan tâm nó lại kêu em bơ nó thì là sao á? Em hỏi nó là nó có ăn rau dền không? Thế thôi. Mẹ chứng tỏ nó đéo thích em đâu. Em mẹ đéo có cửa tán nó rồi ấy. Mẹ các ông vào xem tôi mở thẻ nhé. Đừng có khen đẹp trai quá. Thực ra thì những buổi like mình nhìn những cái câu nói như thế mình quá quen rồi. Nhìn anh ốm vờ lờ á. Ừ đúng rồi, hôm nay mới bị tụt huyết áp em ạ. Mẹ nhưng mà cái huyết áp đấy đéo để ngăn cản anh lên sóng stream với anh em được nha. Dạo này mình hay bị tụt huyết áp luôn các bạn ơi. Yếu hiểu sao, chắc là dạo này mình làm việc quá sức. Này cậu Nam khó quá thì bỏ qua thôi, đừng có đập nữa. Thì mà rõ ràng biết nó khó đập, mà cứ lao mà gửi nick, lao mà đập thì đúng là làm khó anh thôi. Anh Quang cười dâm vào lời. Người ta cho mình hy vọng rồi người ta dập tắt nó thì gọi là gì anh? Gọi là nứng em ơi. Thế nhá, bảo lo như vậy. Mẹ, suốt ngày thả thính con nhà người ta. Mình là đàn ông, mình phải có mẹ, phải chính kiến của mình ấy. Anh thích chú gói ơn ở Adford. Van Dijk TT với Richard GR. Ôi thế em này, em lại quá cùi rồi. Em nhìn thấy không, gói ơn anh mở Adford. Trời ơi, tươi quá nhỉ. Mẹ tỏ tình ngày nào né cái ngày 1 tháng 4 đâu hộ tôi nhá. Người ta lại tưởng trêu đùa tình cảm người ta đấy. Tặng quà thì tặng được. Hoặc là tặng quà nó xong để bên trong một con cái gì đấy đặc biệt một tí chứ. Đấy, các bạn nhỏ, các bạn nữ rất là thích. Chẳng qua là mẹ đây là phải mẹ suốt ngày mở thẻ đập thẻ. Bây giờ người xem thích xem mở thẻ đập thẻ. Đá làm đéo ấy. Lâu lâu đá trận cho anh em xem cho nó vui thôi. Hoặc là mẹ Galena yêu cầu đá thôi. Đây rồi, Kaisu. Cho nên là cảm giác ông nào mà không thích xem mở thẻ đập thẻ thì cứ đi ra ngoài. Khó hiểu thật. Ông này đúng là cái này nó gọi là một căn bệnh các bạn ạ. Bệnh này thôi vừa nói ban nãy rồi. Thật mẹ đá chúng nó cứ bảo là anh đá hay quá, nhầm kênh rồi, team view rồi, mệt lắm. Thời gian này thực ra thì mình cũng đang đá lại rồi, đá lại để hôm tới mà cái hôm mà đi test của EA Sports ấy thì chẳng nhẽ đá gà quá. Mình mất tay các bạn ạ. Chơi mình không có thời gian mình luyện tập như các streamer khác.
suốt ngày mẹ làm clip này, mở thẻ đập thẻ ngày nó chiếm đấy mẹ chục tiếng rồi, còn ăn uống địa ỉa đái với lại đi tán gái nữa chứ. Các ông mẹ chả có sống cuộc sống của tôi đâu, biết cuộc sống của tôi nó căng thẳng mà lớn à. Em thích nó được 3 năm rồi, suýt thì tán được thì người khác phá vào. 3 năm để thằng khác còn xen vào thì mẹ em có 5 năm thì nó cũng thế thôi. Kết quả được định sẵn rồi. Này làm tí săn 100 triệu nào. Hồi ôi thì mày quản lấy 100 triệu cởi trần stream nha. Mày thế. Cảm ơn Dona nhá. 89. Mình tưởng 100% ra GR. Thế mình nhầm à? Sao thế nhở? Mình nhìn nhầm các bạn ơi, mình nhìn nhầm là 100% của 89 thì mình bảo thế thì làm sao có chuyện mẹ mày Garena lại dễ tính như vậy nhở? Uầy, căng đấy. Đây này, nó mở ngoặc có GR mẹ lừa thế. Cay nhở? Cô lên ra. Mẹ công nhận nhìn chỉ số bọn GR ảo vãi trưởng nhé. Làm streamer khổ không anh? Khổ lắm em ơi. Sung sướng gì đâu. Các bạn chỉ nhìn đến cái mặt nổi đây, mặt chìm các bạn sao thấy được. 6 triệu. Đổi game khác á. Thế thì bạn lại nhầm rồi. Viewer FIFA không thích xem game khác. Kiểu các ông xem FIFA quen rồi, nhảy sang game như kiểu PUBG các thứ, ông xem chả thứ, chả có hứng gì cả. Úi, vừa mới vào không được chạy xong. Đem bé lè. Bên kênh mình có riêng một người để tư vấn cầu thủ bạn ạ. Review cũng riêng một người làm bạn ạ. Tư vấn là anh Ken béo top xếp hạng bạn ạ. Nên là đừng nói mình nhá. Nói chung là trong khoảng thế nào mình làm được thì mình làm thôi. Đá rồi thì chia sẻ lại. Không nào không biết thì trả lời không. Cứ không ăn không nói có nha. Đừng nói thế. Chạy số 9. Ui, Sierra. Ui, nói thế mẹ. Tôi mà like game khác thề các ông 3.000 người xuống còn 200 người một lúc luôn. Mẹ, trải nghiệm rồi. Thế nên là ôi Zem à. Sala. Ui, nhìn ra Sala giang tay đón chào bầu trời và ánh nắng. Đúng là Ai Cập quá khác. Nay anh rảnh nên anh trả lời thôi, hôm khác kệ mẹ chúng mày luôn ấy. Ai mày mịt nhiên à? Varan. Ui. Sao mở của bạn trước lại không ra con nào là ngon cơm nhỉ? Ra bóp bim mò. Bố mày có cần sạc bóng đâu. Sao mát tay nhỉ? Anh xin lỗi Kaisu nha. Cái này nó là lúc nọ lúc kia ấy, anh cũng không kiểm soát được. Đậu xanh. Đấy. Các ông xem đây. Streamer này. Streamer này lương 5 triệu ăn bánh mì nhá. Thấy chưa? Ông nào bảo streamer sướng. Khổ lắm. Mẹ ngồi cắn bánh mì mà nước mắt rơi. Venato. Quá lại có tiền luôn. Hôm qua bánh mì tích tiền mua tô á. Tiền giáo không mua tô em. Bánh mì mạ vàng đéo bánh mì. Dạo dịch tả lợn nó nhiều quá, nhưng mà thề với anh em ấy, mình ăn cái bánh mì tam giác này thịt lợn nó ngon lắm. Mở. Em mất cơ. Không nhậu không nào. Còn nhà mình ấy, cái bánh mì tam giác nó ngon vãi tưởng à. Mình biết là ăn trên stream bất định sự, nhưng mà mình phải ăn mình có sức. Sự kiện E-Day nó sẽ diễn ra trong mùng 9 tháng tới. Có một tuần thôi, một tuần để chuẩn bị thôi. Một tuần để mình gọi là tập đá lại các thứ ấy. Làm streamer sướng mà không cần đi làm hay gì, cứ ngồi chơi. Mà các ông ơi, bây giờ cái chơi game với tôi ấy, nó không phải là chơi game rồi, nó là công việc rồi. Cái nữa là mẹ, cái gì không làm bằng chân tay phải làm bằng đầu óc. Các ông cứ làm như kiểu một cái clip mà làm đơn giản lắm ấy. Có những ngày mất cả đêm để làm một cái clip ấy các bạn.
Các bạn đừng nghĩ là streamer chúng mình, ví dụ đơn giản chỉ mình nhá, nó màu hồng, à, nghề nào nó chả có mặt trái. Xong rồi mẹ, các ông biết không, mẹ, đấy xem đấy, có một vài ông thích, mấy ông cứ vào chửi. Vợ không nấu cơm mà ăn bánh mì đấy á. Làm gì đã có vợ đâu. Là Savic, à cái, đúng rồi, Savic, đúng rồi, 91 cũng được đúng không? Bánh mì tam giác Thái Bình đấy các bạn ơi. Nhưng mà mình rõ ràng mình nhớ là bánh mì tam giác của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà cứ ghi là bánh mì Thái Bình là thế đéo nào. Mẹ, đánh bản quyền chết mẹ rồi. Gabriel Jesus 52 triệu. Có này đá hay không anh em? Tốc độ 93, sút 87, rê bóng 93, thể lực 83. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với chương trình mở thẻ nhá. À quên, đập thẻ nhá. Khổ, mẹ like. Bốc 3 này. Rồi. Mình nói với các bạn rồi, quả này sẽ mở ra con Pháp. Một là Pogba, hai là Mbappe, ba là Varane. Đấy là nhiều, hơi nhiều lựa chọn nhỉ. Thôi là nhưng mà mình thích Rooney hơn. Balotelli, ôi là ra con người Ý không ạ? Ôi nhưng mà kinh tế vãi, 500 cụ, 500 linh mẹ cái sao điểm mẹ cái tóc của con Balotelli, cái vest này nó dựng gớm mặt vậy, mẹ mày cao vãi, nó có đánh đầu tốt hơn không vậy? Hay, ui, Hungry. Có 760 like nào. Anh em ơi like mạnh nào. 85 đi. Adu. Cái tên luôn này Adu à. Ayman Adu. Bạn đợi mình 1 phút nha, mình đi lấy đá. Cho lúc mà đi lấy đá mình mở ai luôn nha. Bernardeschi. Sanapira. Đúng rồi, mang bé Gin đến cho hết. Thôi thôi thôi, được rồi được rồi được rồi, đứng đấy được rồi. Đứng đấy được rồi. Mèo vẫn không mèo. Đau, đau thế chân. Lele Ali. Xin chào mọi người đi Gin. Nay mới tắm rồi anh em ạ. Nhưng mà tắm xong hơi sợ. Ui, Zedo Mateng. Xem nào, hai con là thu về được là hơn 200 cụ. Sanchez. Cào rách cái áo mình điền rồi. Rồi từ từ đã, top 50 tể ra như thế là vẫn ngon đúng không anh em, vẫn hợp lý. Lacazette được rồi, tạm vẫn được. 8 năm mà Lacazette là vẫn ok này. Ủa, to thế. Đem bé lẻ.
ta sẽ đến với gói 89 cộng R. Đây là gói 400 trong shop đúng không? Hay đúng là cho ghim vào cái đỏ hẳn luôn. Đây là Blackberry. Thế là đêm nay được ngồi làm clip rồi. Clip ra anh em đừng quên để lại ủng hộ qua một like nhá. Comment cảm nhận về anh em trong clip đấy là gì. Messi. Messi xin thường cũng 20 triệu rồi. Khá ổn. Là mở nốt gói này đi. Donovan. Chúng ta sẽ gọi là 3 gói 89. Hey. Ui. Answer the way. Mẹ sao nick của mẹ Minh Trường tối nay mẹ mình chạy tươi thế nhở. Tiếp nào. Ui. 27. Alaba. Ủa, mẹ thề các bạn, thề các bạn nhé. Giờ mình cũng biết Alaba cũng có trong danh sách này. Vãi cứt. Ui, cả tươi phết nhỉ. Tiếp tục nào. Chạy mẹ liên hồi. Không ngừng nghỉ. Matia. Ý, mẹ nắm đâu vậy. Mẹ chạy mẹ mình. Cong đít lên. Truyền kỹ thuật là kẹp cái nút C vào nhé bạn nhá. Nớp 3 gói 50 nào. Thi nhau chạy thế này. Hay. Rashford. Phò kinh tế hơn nhiều. Kinh tế quốc dân. Mày chạy liên hồi. Số 11. Lại là Salah. 161 triệu đi. Mẹ mày khủng khiếp. Top 50 mà như top 30 vậy. Lại Ozil à. Đỏ xanh. Mút tay. Mày chạy căng đét vậy. Giờ sẽ còn 4 pack nữa. Chạy mẹ mày không biết ngừng nghỉ là cái gì luôn đấy. Hey. Chân dài. Rackler hình như đây là lần đầu tiên mình mở. À quên, gốt dê. Như lần đầu tiên mình mở gốt dê chỉ số 94. Con hàng cực kỳ thân thiện trong anh em phôi. Hey. Jerome Boateng lần 2. Lại là Götze. Mario Götze, rê bóng 97, lương 20. Thực sự lương 20 bỏ ra con Götze thì mình thấy nó vẫn không chuẩn xác các bạn ạ. Mbappé. Ok, như thế là nick của Justin Minh Trường trôi qua cực kỳ là tốn thể lực khi các cầu thủ mẹ này thi nhau chạy từ hậu vệ cho tới tiền đạo mà nhảy qua cả tiền vệ luôn.